Chào các bạn làm cây vải. Chưa có năm nào mất mùa nhiều như năm nay. Thời gian trước anh em chia sẻ là vải u hồng vẫn được. Tuy nhiên tới thời gian này, xem nhiều kênh YouTube cũng như anh em chia sẻ trên các nhóm hội làm cây vải, thì năm nay u hồng cũng bị mất không ít. Còn mất nhiều nhất thì là vải thiều, thanh hà vẫn được ít nhiều. Tất nhiên bây giờ nó chưa rõ ràng. Thanh hà thì đã ra lộc nhiều, vải thiều cũng ra lộc, nhưng còn một số vẫn nghẹn chưa ra. Ví dụ như vườn nhà mình thì cũng chưa được rõ ràng lắm. Tuy nhiên mình đã khẳng định là mất. Vậy là trên các nhóm hội cũng như YouTube của Lục Ngạn thì mất như thế. Nhưng anh em các địa phương khác chia sẻ bảo sao Lục Ngạn Bắc Giang lại hay Bắc Giang vải lại ra kém thế. Quê hương mình chẳng làm gì vải vẫn ra hoa, vẫn đậu quả. Tại sao mình quay mấy cây vải to, lớn? Cây mình quay đầu tiên là cây tre nhà. Từ năm 19 mình đang video chưa năm nào mất mùa. Những cây này cũng là cây tre nhà. Cây này mình vừa rồi mình chiết hơn 100 cành. Nó ra lộc rất là non. Bây giờ cũng ra hoa. Cây bên này mình không chiết thì ra hoa rất sớm. Mình đã làm video chuyển lộc thành hoa, video đầu tiên cách đây khoảng 2 tháng, 3 tháng rồi đấy. Còn bên này mình chiết hết đi, nhưng tất cả ra lại đều ra hoa hết. Rồi sau khi mình chiết nhá, cành nó có mọc lại những mầm mới đều ra hoa. Đều ra hoa. Rồi những cành sát đất mình chiết đi, bây giờ nó cũng ra hoa lại đây. Mình ví dụ như cành này, đây nhá. Đây mình chiết 2 cành, à một cành thôi. Nó mọc lại nó cũng ra hoa. Đấy, đây nhá, cành này này, một cành này. Bên này một cành, mình chiết đi, một cành mới cứng, nó cũng ra hoa. Đấy. Và giống vải này là giống vải khó làm nhất của Việt Nam. Bởi vì tất cả anh em chúng ta đều sợ, đó là vải u chân trắng. Ở Hải Dương các bạn có thương hiệu, có nhiều người làm, thì bán rất đắt. Đấy. Còn mình đây, ít, mỗi mình làm với một số gia đình làm rất ít, cho nên nó cũng không có thương hiệu gì. Cái nữa mình quá ít nên mình bán lẻ cho người quen đã hết rồi. Nếu bán sớm thì rất là đắt các bạn ạ. Đấy. Còn đây là vải thiều. Gốc vải thiều trong cây này ngày xưa nó là gốc vải thiều. Vào năm 2005, tức là mình thuê người ta ghép cách đây là 18 năm. Mình đã ghép cách đây 18 năm. Vì nó gần nhà mà mình làm cái nhà thì nó nhỏ, cho nên mình chỉ dùng cho nó thật cao. Mình gọi là cây vải che nhà. Đấy. Tên mình đặt như thế cho dễ xưng hô thôi. Vậy là ở trên hoa nó nhú, thì ở dưới vải thiều nhú theo cũng rất là đẹp. Các bạn quan sát kỹ. Còn gốc nguyên cành vải thiều thì lại không đẹp như vậy. Thì đấy chính là nguyên tắc kéo theo. Nếu như trên ngọn nó ra hoa thì dưới gốc cũng ra hoa theo. Đây những cành mình chiết cụt đi, các bạn nhìn này. Cây như một cần câu, khi mình chiết xong cái nó ra lộc đây. Đều có hoa từ trong tán lên đến ngọn. Tại sao mình lại nói là các bạn, các địa phương khác chia sẻ là vải không làm gì vẫn ra hoa? Có bạn nói nhà em có mấy cây hay nhà mình có mấy cây chẳng mất mùa bao giờ. Đúng. Các bạn không làm gì, các bạn đệ kệ nó ra hoa. Nhà mình hoa đã nở hoa cái đây, nở rộ rồi. Thế tại sao không làm gì nó ra hoa? Rất đơn giản, mình giải thích rất nhiều trong các video. Nhưng các bạn không xem, không nghe, không chịu hiểu. Hoặc là các bạn chỉ vào để châm chích người Lục Ngạn, người Bắc Giang. Những người làm chuyên làm vải, nói thật, so với các địa phương khác, người Lục Ngạn mình có thể gọi là chuyên gia. Nhưng tại sao vải mình lại mất mùa? Còn vải các bạn lại không mất? Thì các bạn quan sát những cây vải mình để nó cao lớn, lộc lá nhiều. Những cây mình trước cửa mình không chiết. Cây này mình không chiết, các bạn nhìn hoa rất đẹp, rất nhiều hoa. Còn những cây chiết kia hoa ngắn hơn. Những quả, có lẽ những cây mình chiết kia quả sẽ đẹp hơn bởi vì nó thưa thoáng. Còn những cây này quả sẽ không đẹp bằng những cây thưa thoáng. Vậy thì một cái đơn giản nhất, vải không bấm tỉa, lộc lá nhiều, cây cao lớn, quả sẽ hay ra hoa hơn. Thứ hai, mình dừng để đỡ tiết kiệm thời gian của các bạn. Mình ra đến cái khu cổng nhà mình thì năm ngoái mình đã khoanh vải
Và đây là những cây ở trước cổng. Sau mình thời gian khoanh thì khoảng gần Tết mình có lên tăng cường, cách nhà mình 43 cây số là mình phải đi dạy học đấy. Cái khu đấy người ta thiếu giáo viên. Cây này gần Tết nó chết, vợ mình mới chết chồng ra được một đợt lộc. Các bạn quan sát hoa cực đẹp. Thế tại sao anh em Lục Ngạn mình làm vải mất mùa mà cây trồng đúng một lần lộc có hoa? Một cây đấy. Còn cây bên này cũng là cây bị chết, vợ mình cũng trồng như thế, ra đúng một lần lộc lại có hoa. Đây, mình đi nhanh một chút. Cây này mình có làm video hơn bị chết, vợ mình cũng trồng và ra hoa đúng một lần lộc, hoa cực đẹp. Còn cây bên này không phải bị chết mà là vợ mình tiếc đất, vợ mình trồng thêm một cây đây. Các bạn quan sát cũng ra hoa. Hoa cái nhá, hoa cái cực đẹp luôn. Vậy là hai cây vải u hồng bị vợ mình trồng thêm đúng một lần lộc cằn cỗi nó ra hoa. Cây con kia vợ mình trồng thêm cũng ra hoa. Cây này. Còn đây là cái đường mình để rộng ra để vợ mình tiếc thôi chứ không phải mình trồng. Cũng ra hoa. Vậy thứ nhất, cây muốn ra hoa thường xuyên chúng ta để cao lớn, đậu quả nhé. Đây có quả nhé. Đây có quả này, các bạn nhìn này. Vải đã đậu quả rồi. Các bạn quan sát thật kỹ nhé. Đây. Vải mình đã đậu quả rồi nhé. Đây mình quan sát cây này nó đậu quả hơn. À, thế nào là đậu quả? Khi quả vải nó, cái vải nó héo, cái nhụy nó héo là đậu quả. Vậy thứ nhất, những cây vải như mình, các bạn quan sát cây vải này. Cây vải này mình quay video để các bạn nhìn hoa nhé. Đấy, hoa đấy. Đấy. Cây vải này mình khoanh lục non nhé. Cũng ra hoa. Nó cũng ra hoa rồi. Và tất cả những cây vải này mình khoanh lục non, bây giờ đều ra hoa. Đấy, các bạn quan sát tầm mình phóng cao lên nhé. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đều ra hoa. Trời bữa tối rồi các bạn thông cảm. Cây bên này mình khoanh lục non mình làm video cũng ra hoa. Đấy. Hoa rõ rồi đấy à. Các bạn nhìn thấy chưa? Cây bên này nó cũng ra hoa. Đấy. Cây bên này cũng ra hoa. Đấy. Rồi. Thì các bạn có để ý rằng những cây vải nhà mình nó có mặt điểm gì? Cao, lớn. Những cây vải cao lớn, ít bấm tỉa, ra hoa, lục lá rậm. Thứ hai, những cây vải không làm gì là những cây vải vừa trồng xong cũng ra hoa. Vậy qua đó mình đã trả lời cho anh em và các bạn các địa phương khác. Các bạn không làm gì, không bấm, không tỉa, không chăm sóc vải ra hoa. Đúng rồi. Thứ nhất, cây các bạn không làm gì, không bấm, không tỉa, không chăm sóc. Không bấm tỉa, cây cao lớn, lá rậm rạp, ra hoa. Thứ hai, các bạn không chăm sóc giống như mấy cây vải vợ mình vừa trồng cũng ra hoa. Vậy là cây cao lớn. Khi cây cao lớn mà chúng ta lại không chăm sóc, tức là nhu cầu sinh trưởng nó không có. Khi nó cao lớn, lộc lá nó nhiều thì nó không thể sinh trưởng được. Và cái nguyên tắc mình đã chia sẻ và giải thích nhiều với anh em, khi cây vải mình cao lớn, lộc lá nó nhiều, nó không có nhu cầu sinh trưởng, đồng thời các bạn không chăm sóc, tức là không có phân, không có chất dinh dưỡng, thì khi nó không sinh trưởng thì nó sẽ ra hoa. Bởi đây là hai cái cực trái nhau. Không phải mình không, lâu lâu mình không nhớ là mình dùng ngôn từ gì cho nó phù hợp. Mình gọi là đối nghịch nhau, tương phản đối lập, gọi là hai thái cực. Khi cây vải nó phát triển, nó cần ra lộc lá thì nó không ra hoa. Và ngược lại, khi cây vải phát triển, không muốn phát triển nữa thì nó ra hoa. Thế thôi. Vậy là một là cây vải các bạn lộc lá nhiều, nó không có nhu cầu ra lộc nữa nên ra hoa. Hai, các bạn không chăm sóc, cây nó nghèo, khó, giống như cây vải mình mới trồng, nó ra hoa, đơn giản vậy. Vậy, để làm được cây vải ra hoa, theo mình nghĩ không khó. Các bạn không bón, không chăm, để lộc lá thật nhiều thì năm nào cũng ra hoa. Tuy nhiên, tại sao người Lục Ngạn mình, như đầu video mình nói, có thể gọi người Lục Ngạn mình là chuyên gia làm vải? Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì thứ nhất, sản lượng, chất lượng vải Lục Ngạn được Nhật, được các quốc gia khác, được cả thế giới. Và chính người Bắc Giang, Lục Ngạn mình, người của Việt Nam mình cũng phải thừa nhận. Thế tại sao anh em mình làm vải chất lượng, sản lượng, số lượng nhiều như vậy nhưng lại bị mất mùa? Bởi vì khi để một cây vải tự nhiên, không bấm, không tỉa, ra lộc ra lá, thì mình lấy ví dụ như các đơn vị bộ đội, những doanh trại, những công sở, những vườn hoang, vải ra hoa.
Nhưng mình chỉ lấy một ví dụ cụ thể nhất, ví dụ như trường học của mình. Ngày trước mình dạy gọi là trường trung học cơ sở Nghĩa Hồ. Bây giờ sát nhập với trường chủ gọi là trung học cơ sở thị trấn Chủ, nhưng cơ sở 2. Nó có mấy chục cây vải, 30-40 cây vải các bạn ạ. Không làm gì như mình vừa nói, mà năm nào cũng hoa, hoa đẹp, hoa chữ, hoa chịt. Bây giờ vải đấy phải dầm 20-30 phân rồi. Nhưng những năm gần đây thì mình ví dụ như là gọi là ban chấp hành công đoàn đi, cứ đến mùa vải chín là trưng tập, tập trung tất cả anh em thầy cô giáo trong trường vài chục người về cùng nhau bẻ một ngày một buổi, trực tiếp mình đi bán luôn các bạn ạ. Bẻ một buổi mấy chục cây vải, mấy chục người mà cũng toàn những chuyên gia như mình thôi, toàn những người làm vải, bởi vì người Độc Ngạn mình đều là những người làm vải. Thế mà bẻ cả buổi mới được một sọt khoảng 80 cân. Mang ra thì ôi thầy giáo bán vải à. Thật ra phải tìm những hàng nào mà xấu nhất để bán. Vậy là hàng mấy chục cây vải cũng chỉ được vài chục cân. Hái cả buổi cũng chỉ được vài chục cân vải thôi, cả cái vườn. Nhưng cây vải như này có thể hái được 6-70 cân. Một cây vải bằng 30-40 cây vải. Một cây vải kia, 30-40 cây vải kia, cả mấy chục hàng chục cây vải kia, cả một cái tập thể lớn mới bẻ nổi. Nhưng những cây vải như này nhà mình chỉ có thể hai vợ chồng bẻ cũng được hàng tạ trên một một buổi. Thì qua đây chúng ta thấy, nếu để cây vải tự nhiên không bấm tỉa, không làm gì, nó sẽ ra hoa tỷ lệ cao, nhưng nó không hiệu quả lợi ích kinh tế. Cho nên tại sao người Lục Ngạn mình phải bấm tỉa vải hay bị mất mùa? Bởi vì chỉ có làm thế thì mới hiệu quả. Khi bấm tỉa thưa, quả đẹp, chất lượng quả mới cao. Còn cứ để lọc lá nó rậm rạp thì hay ra hoa, nhưng hiệu quả kinh tế nó không có. Vậy thôi các bạn ạ. Cho nên những địa phương khác các bạn hay vào đấy, chẳng qua chỉ là các bạn gọi là, mình chẳng biết dùng cái từ gì, hay các bạn tự hiểu. Bởi vì các bạn chia sẻ ông Leo Minh ông làm nhiều, ông sửa nhiều. Rồi các bạn chia sẻ là quê mình chẳng làm gì mà vải cũng chẳng bao giờ mất mùa. Các bạn Chí Linh Sao Đỏ vải chẳng bao giờ mất mùa, sao Lục Ngạn mất mùa nhiều thế. Đấy. Vậy các bạn có thể xem có kênh YouTube nào nhiều như Lục Ngạn về chia sẻ kỹ thuật làm cây vải. Toàn những kênh lớn Lục Ngạn. Còn những kênh các địa phương khác gần như chỉ rất ít, mà tỷ lệ theo dõi, quan sát cũng không nhiều. Vậy người Lục Ngạn mình làm vải thật ra có chuyên môn rất là cao, nhưng người Lục Ngạn mình làm vải để lấy chất lượng, chứ không lấy số lượng để khoe. Cho nên tại sao người Lục Ngạn mình, dù rằng ai cũng biết là bấm ngọn tỉa cành nhiều, vải nó không hay ra lộc, hay ra lộc ít ra hoa, nhưng anh em mình vẫn làm. Bởi vì chúng ta làm để kiếm tiền, chứ không làm cây vải ra hoa để khoe, để nuôi ong, nuôi bướm. Rồi. Vậy là mình chốt lại như sau. Cây vải muốn ra hoa không khó. Thứ nhất, các bạn thu hoạch không bấm tỉa, để cây vải tự nhiên. Có thể làm một lần lọc hoặc hai lần lọc, nhưng chúng ta có thể không cần bón bất cứ một loại phân gì trong giai đoạn làm lọc. Để cây vải ra rậm mù mịt, không bấm, không tỉa. Chỉ phun thuốc sâu để cho vải ra hoa. Khi ra hoa, đáp chắc chắn ra hoa, chúng ta bắt đầu mới tiến hành bón để chăm quả và tiến hành tỉa. Nhưng làm như thế mới một vài chục cây, ít cây thì được, nhưng với vườn nhiều và bận rộn thì sẽ không làm được. Bởi vì vải chúng ta ra hoa, chúng ta mới bấm tỉa thì không còn thời gian để chúng ta làm nữa. Cho nên người Lục Ngạn mình thường chọn kỹ thuật là sau khi thu hoạch đều bấm tỉa rất là thưa thoáng, sau đó chăm lọc, lấy lọc bánh tẻ, lọc non, lọc mới. Tuy rất khó làm hoa, nhưng khi ra được hoa thì quả rất là đẹp. Cho nên anh em các địa phương khác xem thì chúng ta chỉ vào để tham khảo và chia sẻ mang tính xây dựng, chứ không mang tính đả kích để gọi là nói cho sướng mồm. Đấy. Đấy, vải mình nó thế các bạn ạ. Rất đẻo, lạc đạc, hoa thì còi. Đấy, hoa thì rất còi, lạc đạc. Đây, hoa rất còi.
ra mãi mới được mấy cái bông. Cả cây được vài bông nữa các bạn ạ. Đấy, cả cây vài bông. Cái khu này mình gọi là khu vườn khu gốc mít. Mình đã ghép hết u hồng rồi. Năm nay mà vải thiều chỉ kém cái làm chặt luôn đi thôi. U hồng cũng ra hoa rồi. Đấy. Đấy. Thì hôm nay mình có lên thăm cái vườn vườn vải vải Thanh Hà. Thất bại rồi. Y như u hồng Thanh Hà vải thiều các bạn ạ. Như tháng 3 mình năm nay ra hoa 100%. Ra từ những cái mầm, những ngọn, những cành ghép ở trong tán. U hồng thì cũng ra được. Những cây độc lập mình quay hai bên đường, hai bên bờ rào mình thì tất cả đã ra hoa. Còn trong phần ghép trong này thì bây giờ cũng đang nảy, thì tỷ lệ u hồng mình cơ bản cũng được. Ở trong này nó quá rậm rạp. Ở trên nó có vải thiều cho nên ra hoa nó kém hơn. Đấy. Tỷ lệ ra hoa kém hơn. Bây giờ vẫn đang ra hoa các bạn ạ. Đấy, vẫn đang ra hoa. Còn Thanh Hà mình nghĩ thất bại rồi. Vải thiều mình nghĩ thất bại. Bây giờ hoa lộc thì kém. À hoa thì lắc đa lắc đắc. Còi cọc. Đấy, đây là Thanh Hà đây. À vải u hồng đây. Đang ra tiếp. Thôi mình chốt đi chốt lại vẫn là một quan điểm thôi. Muốn cho vải ra hoa thường xuyên, không bấm tỉa, từ khi làm lộc không bón phân, không bấm tỉa, để cho lộc lá nhiều nhất. Khi cây cao, lớn, lộc lá nhiều, lại không bấm tỉa, không bón phân thì có thể ra hoa nhiều. Và khi làm như thế thì quả rất là xấu, thưa, còi bé, nhỏ. Thì khi ra được hoa, các bạn bắt đầu tiến hành bón mạnh hoa và quả. Tỉa tót. Ôi, cây này vướng, mình dựng đây nó nào đi. Đấy. Nhưng thế, làm thế mình sẽ không làm kịp. Không phải chỉ làm mấy chục cây. Còn muốn vải đẹp thì đều phải bấm tỉa cả. Đặc biệt là cụ thể là của Lục Ngạn mình. Ai người ta cũng bấm tỉa vải để làm lục đẹp. Còn các bạn địa phương khác, chúng ta làm ra hoa nhưng chỉ để cho vui thôi. Giống như mình nói cả cái trường học mình. Hàng chục cây, những chỉ bắn vài chục cây, cả một hàng chục người cũng chỉ bẻ vài sọt vải thôi. Mình dừng video tại đây. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thời gian bây giờ để mình xem một cái là 18 giờ 19 phút Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn.